phim Mái Ấm Gia Đình. Phương pháp tiền đẻ ra tiền. Hơi, thiệt là đúng giờ quá ha. Chị Mickey đang đến. Làm ơn cho tôi một món bê và trà chanh nóng. Ok, còn anh? Món A như thường, trà sữa thêm sữa. Được, cảm ơn. Đăng à, anh bỏ cái túi xuống đi, ôm làm gì vậy? Không được, là hàng hiệu đó nha. Tăng 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 tăng. Tăng tăng. Cho là mẫu mới nhất đó. Biết nhìn hàng. Wow, kiểu này là mười mấy ngàn lần đó. Nè nè, cẩn thận đó, cẩn thận, cẩn thận. Đâu phải của tôi, là tôi mua giùm chị Maggie thôi. Máy tính ở nhà tôi bị hư rồi, cho nên tôi kêu Đăng mua giúp tôi cái mới thôi. Chà, sau khi Maggie thành chị Dương rồi đúng là có khác nha. Tất cả đồ điện máy đều là hàng số 1 hết á. Đúng là rộng rãi hơn, nhưng mà là thân hình rộng hơn. Ê, chị Maggie, đưa chị nè. Nè, chức năng của cái máy này đúng là tuyệt vời. Tiền nào của nấy rất đáng giá. Alo, alo, alo. Hả, gì? 8 giờ hả? Nhận hàng đâu đây? Maggie hả? Cái máy tính này đang lấy cô bao nhiêu vậy? Tôi có tính hết rồi, đúng là rẻ hơn cửa hàng bên ngoài. Sao gọi là cảm thấy anh đang gặp Maggie chứ? Ăn chặn tiền người khác hoàn toàn phù hợp với tính cách của ảnh. Mọi người cũng thấy là ảnh rất giỏi gạt người khác mà. Lần trước là mình kêu ảnh gạt mà, đâu có giống nhau. Anh nghi ngờ anh ấy gian lận thì cũng phải có chứng cứ mới được chứ. Maggie à, thật ra anh lấy của cô bao nhiêu? Anh nói là có quen bạn bán hàng ở trong cửa hàng điện máy sẽ được giảm 5%, cũng sẽ được mấy trăm đồng. Chà, cái máy này mười mấy ngàn, chỉ giảm được có mấy trăm đồng, đúng là tốn công rồi. Cậu có thành kiến với anh Đăng? Chỉ là nghi ngờ hợp lý thôi. Không cần biết rẻ hơn bao nhiêu, ảnh mua giúp tôi, giúp tôi cài đặt chống virus và những phần mềm linh tinh khác nữa. Còn nói là có vấn đề gì có thể tìm ảnh, tính ra được phục vụ như vậy cũng rất đáng giá đó. Có ngọn đèn chỉ đường như anh Đăng đúng là đỡ tốn công hơn nhiều. Đang nói gì đó? Đang nói anh giúp tôi mua máy tính rất rẻ. Đương nhiên, tôi mà mua hàng bảo đảm không có bị gạt. Nè, máy tính của tôi đúng lúc cũng bị hư, anh có thể mua giúp tôi không? Từ từ à, mua máy tính sao không nói với anh vậy? Anh còn dám nói, em nhờ anh mấy lần rồi, anh đều nói không rảnh. Máy của em cũng bị hư cả tuần lễ đó. Không thành vấn đề, cô có yêu cầu gì? Nè, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần có thể làm được một số văn bản thông thường. Nhưng mà nhất định phải rẻ, vì tiền không nhiều lắm. Có ngại dùng máy cũ hay không? Bạn tôi có cái máy còn mới 90% đó, giá tiền rẻ bằng nửa ngoài tiệm, còn có thể thương lượng được nữa. Tốt vậy, tôi không ngại dùng máy cũ đâu, quan trọng là thích hợp. Nói vậy là được rồi. Chị Mickey. Hai. Ý, từ từ. Nè, laptop của cô nè. Tối nay tôi lên nhà cô xem thử cô có phần mềm gì cần cài hay không, tôi tải về cho. Hay quá, cuối cùng tối nay có máy để xài rồi. Để xem tốt tới đâu. Ủa, cái máy này rất giống loại mà cô Mickey từng dùng trước đây mà. Thì cái máy này là của chị Mickey mà, chỉ không xài nên cho tôi. Vậy sao anh lại nói là của bạn anh hả? Thì chị Mickey cũng là bạn của tôi. Chị Mickey à, qua nói vài câu đi, qua đây qua đây. Tại máy tính của tôi bị virus cho nên tôi đã tặng cho anh Đăng rồi. Phải đó. Tức là anh sửa lại cái máy đó rồi bán cho Tư Tư. Đúng vậy. Đúng là vô dụng mà, suốt ngày dùng mưu kế gạt tiền em gái của tôi. Nè, anh đừng nói khó nghe dữ vậy chứ. Lấy máy cũ của Maggie bán cho Tư Tư, không vốn sinh lời, không gạt là gì? Cái máy này nó còn mới tới 90%, sau khi tẩy hết virus thì không còn vấn đề gì nữa, chạy rất là êm. Cộng vào phần mềm của tôi cài vô máy của cổ rất là hợp nhu cầu để cho cổ sử dụng. Xem như là tôi bán máy mới cho cổ rồi, không phải là gạt gẫm, không phải là bị bợm. Tóm lại anh đang gạt tiền của người khác thôi. Tôi bán cho em gái của anh chỉ có 1.500, so với bên ngoài đã tiết kiệm 1.000 đồng. Tôi không biết là tôi đang lợi dụng cổ cái gì nữa đây đó. Kiểu máy cũ như vậy ở bên ngoài thực sự không có giá này đâu, anh Đăng không có gạt em. 1.500 có cái máy tính xách tay dùng rất rẻ rồi. Máy cũ của chị Maggie có thể tái sử dụng không cần mang bỏ, bảo vệ môi trường đó. Tóm lại anh vẫn được tiền lời mà. Mọi người cùng làm chung một văn phòng, tất cả là người nhà, tiền của người nhà mà cũng muốn kiếm lời hả? Đó là cậu suy nghĩ có đúng không? Tại sao cứ để người ngoài kiếm lời, còn người làm chung với mình thì không được chứ? Mọi người hãy bình tĩnh lại đi. Nếu không có Đăng, máy tính của Maggie có thể đem đi bỏ rồi. Tư Tư phải đi mua máy mới. Vậy cách làm này của Đăng, anh ấy vừa được lời tiền, Tư Tư cũng có thể tiết kiệm tiền có máy tính để xài, lại hợp nguyên tắc bảo vệ môi trường, cho nên thắng hết ba mặt rồi. Đúng, chúng ta cũng nên đặt tiêu chuẩn gấp đôi đối với người quen hơn là người bên ngoài. Lần này cậu đang làm đúng đó. Hai người đúng thiệt là anh Minh, các người nên học hỏi đi. Bàn phím của máy laptop này có hơi nhỏ, phải cài thêm bàn phím bên ngoài và con chuột nữa, lúc đánh chữ sẽ không bị mỏi tay. Phải ha, vậy đúng là tiện hơn nhiều. Nè, để tôi coi, xong rồi. Ok, bây giờ là có thể vào mạng. Chính xác. Cảm ơn anh.
Thầy Sáu làm gì? Anh nói là mua máy tôi sẽ giúp cô cài phần mềm cho cô xài rồi mà phục vụ mọi thứ. Phục vụ sau khi mua của anh đúng là tốt hơn các cửa hàng bên ngoài nhiều. Sau này bạn của tôi muốn mua máy tính nhất định sẽ kêu anh. Chà, môi giới cho tôi hả? Có cần tiền hoa hồng hay không đó? Cà phê trà sữa chứ anh không từ chối chứ. À, anh tới đây lâu như vậy còn chưa rót nước cho anh uống. Đúng hả, khát nước. À, trời ơi, khát nước, khát nước. Đừng có giỡn nữa, muốn cái gì, nước ngọt hay cà phê? Có xin tốt trái cây không vậy? Có. Cảm ơn nhiều. Từ từ à, ly nước cam xong chưa vậy? Sắp chết khát rồi đây nè. Xong rồi nè. Ê, xong rồi hả, cảm ơn, cảm ơn. Anh hai, sao anh lại đến đây? Không phải anh nghi ngờ tôi lên đây để giám sát tôi đó chứ? Tôi biết là hôm nay Alex không có hẹn. Sao lại mang hành lý tới đây? Anh thấy em để rất nhiều quần áo ở nhà. Hôm nay anh rảnh nên mang tới cho em thôi. Nè. Ồ, thật ra quần áo thì em mang đến đây hết rồi. Những cái còn lại nếu không phải là không mặc vừa thì là lỗi thời. Ý, cái áo này còn mới lắm đó. Có thể mặc được đó. Làm gì đây? Anh là muốn đem bán hả? Đâu có, tôi định là nếu như không còn mặc nữa thì đem tới tiệm đồ cũ gần ở khu đường nhà tôi. Trên đường về tôi đưa cho họ thu hồi. Tôi định giúp cổ đi quyên góp thôi. Không cần đâu, dưới lầu tôi cũng có thùng thu đồ dùng rồi. Anh tới rồi hả? Hi Alex. Hi, Tư Tư à, có chuyện này muốn nhờ cô giúp. Sao lại bị rách? Tôi còn tưởng không nhìn rõ, không giờ nhìn đã thấy sao? Nè nè nè, tránh ra, là LB đó. Đúng vậy. Thật ra chỉ là trùng hợp nhìn thấy thôi. Bây giờ như vậy cũng đâu có thấy rõ. Còn dùng được đó. Ý, đâu có được. Cô Doãn là một luật sư mà phải dùng hàng hiệu. Tại sao lại dùng túi lũng được? Luật sư Nghiêm có nói nghề của các người chú trọng bề ngoài, để khách hàng có lòng tin chứ. Tuy là vậy, nhưng túi này tôi mới mua năm ngoái, đem bỏ thì rất là tiếc. Hay là cho tôi đi. Chà, ngay tới túi sách của phụ nữ anh cũng tham hả? Cái túi này chỉ là lấy lòng con gái thôi. Chỉ bị xước có chút xíu à. Họ sẽ dùng mà không có ngại đâu. Không sao, nếu anh dùng được thì cứ lấy đi. Hey, cảm ơn cô nhiều. Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi. Sao đông người quá vậy? Chuyện gì vậy? Sao Tiểu Dân lại đạp xe đạp vậy? Tiểu Cát vừa mới mua, Tiểu Dân muốn đạp thử thôi. Tiểu Cát đi làm bằng xe đạp bảo vệ môi trường quá ha. Tại tôi ở xa, nếu không cũng làm vậy có thể xem như là tập thể dục giảm cân. Loại xe đạp như vậy giá bao nhiêu? Ít nhất cũng ngàn mấy á. Tất nhiên không phải rồi, BBA sản xuất bên Đức giá cố định là 6.000 đó. Mắc vậy sao? Đúng, tôi để dành tiền rất lâu mới dám mua đó. Đối với một chiếc xe đạp loại nhẹ này mà nói cái giá này là quá hợp lý rồi. Tiểu Cát mua đồ chơi mắc tiền vậy, Tiểu Dân không nói gì hả? Dĩ nhiên là có, nhưng mà Tiểu Cát thích cho nên tôi mới mặc kệ ảnh. Phải rồi, đến giờ làm việc rồi, chúng ta đi lên đi. Được. Chà, còn có thể gấp lại được hả? Nhãn hiệu BBA đúng là hay thiệt. Chà, chiếc xe đạp này càng nhìn càng khoái đó nha. Nè, Tiểu Cát, bữa nào cho tôi mượn đạp một vòng chơi thử ơi. Xin lỗi nha, chiếc xe đạp này ngoài Tiểu Dân ra, tôi không cho bất kỳ ai mượn đâu. Tiểu Cát, cậu đây làm gì vậy? Mau ra ngoài làm việc đi. Ra liền, ra liền. Nè, cậu gọi tôi tới làm gì? Sở dĩ tôi gọi chị tới là vì có hàng tốt cho chị coi nè. Tăng, 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 tăng. LB, sao cậu biết là tôi đang tìm kiểu túi sách này vậy? Thì lần trước tôi nghe chị điện thoại kêu ai đó cho cậu. Phải, tôi nhiều chuyện muốn hỏi chị một câu này. Cái túi chị dùng làm gì vậy? Chị dùng thường xuyên hay là thỉnh thoảng mới dùng tới? Hỏi vậy là sao? Không, không có gì. Tuy là cái túi này luật sư Doãn cho tôi, nhưng mà ra vào gặp mặt nhau hoài tôi chỉ sợ chị thấy ngại thôi. Cậu yên tâm, cái túi này tôi tính mang qua Macau tặng cho bạn của tôi là Diệp Di. Sắp đến sinh nhật của cổ rồi, lát nữa tôi xin nghỉ phép đón thuyền đi qua đó đó. Yên tâm đi, không ai nhìn thấy đâu. Chà, cái túi này đúng là định sẵn cho chị rồi mà. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều. Dạ chúng tôi không đợi nữa. Thôi được, bye bye. Cậu Hữu không kịp, không cần đợi. Cậu tỉnh đi lấy lời khai của ông Tôn, chắc cũng sắp về rồi. Ừ. Cô lại phần mang đi của cô. Cảm ơn. Nè, anh có lầm không vậy? Không nhìn gì hết đã đi tới. Tại cô lo cúi đầu nhìn điện thoại không nhìn đường thôi mà. Anh thấy tôi cúi đầu, anh phải né tôi chứ. Bộ cô họ lại hả? Phải hả? Đúng là họ lại thiệt mà. Tôi không muốn ở đây cãi nhau với loại người thấp kém không có văn hóa. Hừ.
Cậu nên nhịn cổ, phụ nữ thù rất dai. Cổ đâu phải ông chủ của tôi đâu, mắc gì tôi phải sợ cổ chứ. Có thêm một người bạn, tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Được rồi, đã đủ người rồi, gọi món ăn được chưa? Tư dân làm phiền. Dạ, mọi người dùng gì? Tôi lấy món ăn. Nè, xe đạp của anh bị ăn cắp rồi. Hả, sao lại vậy chứ? Sáng nay rõ ràng anh để xe đạp trong phòng cất đồ mà. Anh vừa quay lại phòng lấy đồ thì đã không thấy nó nữa. Chắc chắn có người ăn cắp xe đạp của anh rồi. Nhưng mà chỉ có người của mình mới được vào phòng để đồ thôi. Bây giờ người nào người nấy cũng đều bận rộn, ai đi lấy trộm chứ? Nhất định là Đăng rồi. Sáng nay anh thấy ảnh và quản lý Ôn vào phòng để nói chuyện với nhau. Anh nói là Đăng tiện tay lấy trộm hả? Sáng nay tôi thấy ảnh nhìn vào xe đạp của Tiểu Cát không chớp mắt. Hình như là rất thích và rất muốn có nó đó. Chắc là anh Đăng không có làm chuyện này đâu. Bây giờ anh đi giao văn kiện, không thể nói thẳng mặt đâu. Mọi người đừng nên suy đoán bậy. Nhưng không thể phủ định ảnh đáng nghi nhất. Có trộm hay không á, xem lại camera là biết ngay thôi. Chà, cái túi của anh nó lớn tới nỗi có thể đựng được xe đạp của Tiểu Cát đó. Cửa trước không đi lại đi cửa sau lén lúc như vậy có tật giật mình. Dựa vào cái đoạn phim này không thể chứng minh là bên trong cái túi có đựng xe đạp được. Chúng ta phải tìm chứng cứ mới. Chúng ta nhân lúc ảnh đạp xe đạp đi bắt ảnh đi. Cậu nghĩ ảnh xe đạp xe hả? Ảnh lấy đi bán đó. À, lúc trước ảnh có nói có một người lên mạng giao nhận hàng sao? Ảnh thích lên mạng bán hàng như vậy, không chừng sẽ đưa nó lên mạng đó. Nè nè, mau lên mau lên. Ờ phải rồi hả? Nè, mạng mua bán đúng là có nó nè. Hoàng Mẫu Đăng bán hàng ăn cắp còn ngang nhiên như vậy, hóng hách thiệt. Chúng ta lên internet tạo một chương mục giả, sau đó đặt mua hàng, đợi lúc giao nhận hàng có thể bắt quả tang người và vật. Không được, mở tài khoản cần phải có số điện thoại. Ảnh có số điện thoại của mình không gạt được. Ý, lần trước tôi tới Đại Lục gặp khách có mua một sim điện thoại, dùng được cho cả Trung Quốc và Hồng Kông. Hay là dùng nó đăng ký đi ha. Ảnh mà nghe giọng của chúng ta chuyện gì cũng bị lộ. Đúng đó. Thì nói tiếng phổ thông là được rồi. Cách này cũng được đó. Còn 2 tiếng nữa kết thúc mua hàng, chúng ta phải mở tài khoản ngay. Con heo rừng này là ai đấy? Nâng cao giá thiệt. Dù sao cũng không cần trả tiền, cứ đấu với anh đi. Đăng nhìn thấy hàng mình mua bán được người ta nâng giá, nhất định sẽ tưởng là mình được lời nhiều. Tôi thực sự rất muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ mặt mừng hụt của hắn ta. Ờ, Đăng, có chuyện gì? À, ký tên vào đây giùm tôi. Tên à, sư phụ muốn tôi lấy lời khai của ông Tôn. Tôi tìm trên mặt của cậu không thấy. Ờ, tôi tiện tay mang vào đây thôi, xin lỗi nha. Cảm ơn. Sao không thấy trang đầu vậy? Cái gì? Sao lại như vậy? Nè, anh có lầm không vậy? Đi mà không nhìn đường gì hết. Tại cô lo cúi đầu nhìn điện thoại không nhìn đường thôi mà. Chắc là lúc ở Thùy Gia Táo Đầu bị cổ lấy đi rồi. Cậu có lộn không vậy? Cậu mau xuống lấy về đi. Lúc nãy chúng tôi cãi nhau như vậy, chết rồi, chắc chắn cô sẽ chơi lại tôi. Ông cha đã về rồi, có thể vào họp. Đối phó Nikolai, ông cha là hay nhất. Đi họp trước đã. Cảm ơn. Thư ký của ông Tôn nói ông Tôn vừa mới lên máy bay, 10 ngày sau mới về. Vậy có thể gọi cho ông Tôn, hỏi ông ấy lấy lại phần bị mất. Không được. Ông nói là ông tham gia một lễ hội 7 ngày của Hàn Quốc, ở đó không được dùng điện thoại, không liên lạc được. Nhưng mà phải đợi tới 10 ngày nhất định sẽ bị đối phương chửi. Tỉnh rồi. Lời khai quan trọng như vậy tại sao cậu lại làm mất hả? Người ta sẽ nghĩ mình không chuyên nghiệp. Xin lỗi nha ông cha, là lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cùng lắm tôi đi xin lỗi cổ để lấy lại văn kiện mà thôi. Tôi sợ cậu nhận lỗi, cổ chưa chắc là trả lại cho cậu. Trên lầu với lầu ghét nhau, có cơ hội còn không ra tay với mình sao? Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là phải thông qua thủ đoạn hành chính. Ông định gây áp lực với Nicole hả? Trả lý thi của chúng ta và xử Lâm Liêu lại là công ty anh em với nhau. Trong tình huống nhạy cảm như vậy, Nicole không thể từ chối được đâu. Nhưng mà nếu Nicole không nhận là lượm tờ giấy đó, chúng ta đâu có làm gì được chứ. Ông cha, ông có hẹn với chánh án thang, tới giờ phải đi rồi. Ok. Mọi người tiếp tục nghiên cứu đi, sáng mai chúng ta bàn tiếp. Bye bye. Alo. Ờ, tôi là Hoàng Mẫu Đăng, người giao xe đạp ở trên mạng. Anh là Sài Cũ hả? Không phải. Ê, phải. Ờ, có chuyện gì vậy? Chúc mừng anh đấu giá thành công. Bây giờ làm sao giao hàng cho anh được đây? 8 giờ tối nay chúng ta gặp nhau ở Dượng Giá có được không hả? Được. Ờ, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Ờ, anh nhớ giá giao dịch là 5.500 nha. Tối nay chúng ta gặp. Là ảnh. 7 giờ Tiểu Cát về là có thể tìm ảnh đi làm chứng. Hình như mấy người đã có chuyện gì giấu tôi có phải không? Cậu ấy quan hệ mật thiết với người trong cuộc, có nên cho biết hay không? Đã sắp không còn là bí mật, nói cho anh nghe luôn đi. Tôi cũng muốn biết đó.
Trước khi tiết lộ vụ này, làm phiền giao điện thoại của cậu ra đi. Tại sao? Cậu và Hoàng Mậu Đăng thân với nhau như vậy, sợ cậu sẽ báo tin. Liên quan gì ảnh? Báo tin cái gì chứ? Là bạn thân của cậu lấy trộm xe đạp của Tiểu Cát đó. Mọi người nhìn trong camera giám sát thấy Đăng lấy trộm xe đạp hả? Đoạn phim ghi hình lén đút giác cái túi lớn đi từ cửa sau rồi lên mạng rao bán xe đạp của Tiểu Cát đó. Chúng tôi giả làm người mua giao dịch thành công, lát nữa nhận hàng mình sẽ bắt được cả người lẫn vật. Tôi là chứng cứ bất lợi cho anh Đăng, nhưng mà tôi vẫn tin ảnh là người vô tội đó. Chứng cứ đầy đủ như vậy mà còn giả được hả? Cậu đừng ủng hộ anh một cách mù quáng coi. Đúng là bất cẩn mà. Quản lý Ôm không phải chị đi Macau sao? Sao lại quay về? Đón taxi đến ngoài cảng rồi lúc trả tiền mới phát hiện ra là quên mang theo túi tiền. Ủa sao đông đủ vậy? Bác gái xin chào. Đã nói chuyện gì vậy? Xe đạp của Tiểu Cát bị lấy trộm, tụi con tới bắt trộm. Vào cả phòng kho để lấy xe đạp hả? Hả? Xe đạp của tôi trong phòng kho hả? Chiếc xe đạp của cậu để ở phòng để đồ rất dướng tay dướng chân. Tôi mang vào trong phòng kho rồi. Tiểu Cát, anh coi. Thì ra xe của anh để trong phòng kho mà. Thì ra không bị mất. Làm tôi lo muốn chết rồi. Xe còn nghĩa là không bị mất trộm rồi. Ai để quên túi sách ở đây vậy? Sao túi LB này giống cái mà tôi không xài nữa? Chính là cái của cô đó. Đăng bán lại cho tôi. Tôi tính mang qua Macau tặng cho dì Nhi. Rõ ràng túi sách này bị rách một lỗ mà. Đăng đem tháo cái tem ra, dán vào chỗ bị rách, che lại thì đâu có nhìn thấy gì nữa. Nè thôi mọi người nói chuyện đi, tôi đi ngang. Bye bye. Lại là mấy cái trò lừa tiền của người khác nữa. Người ta bỏ anh ấy lấy, tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Anh Tỉnh, tờ giấy này có phải của anh hay không? Ý, đây chính là phần lời khai. Sao cô lại biết tôi là mất? Tôi đâu có biết, là cậu Đăng nói mà. Thì ra không phải Nicole lấy mất mà là bị rớt ở đây. Không phải, tôi lượm được từ sọt rác trong phòng của luật sư Lại đó. Cô đã đi lục sọt rác hả? Trời ơi, là cậu Đăng kêu tôi đi lục mà. Lại là Đăng? Cậu ấy nói tờ giấy này là của cậu, nhất định là ở trong sọt rác trong phòng của luật sư Lại, kêu tôi tìm cho cậu. Nếu không phải cậu ấy tặng tôi một lò nướng bánh mì, tôi thật sự không có làm nè. Cậu nhìn đi, tờ giấy tìm được bị dơ hết rồi. Mọi người đừng có đổ thừa tôi, đừng có đổ thừa nha. Cảm ơn nhiều. Nhờ có anh Đăng mới giải quyết được cuộc sống lần này. Các người còn nghĩ xấu về anh ta nữa sao? Chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng mấy anh có hẹn với Đăng, bây giờ tính nó sao đi? Mọi chuyện đã sáng tỏ, tất nhiên là không ra gặp. Không phải chứ, mấy anh định thất hứa với anh ấy hả? Đủ quan cho người ta còn bắt người ta phí công đợi. Các người phải giữ lời hứa, phải mua xe đạp của ảnh. Không phải chứ, mấy ngàn đồng lận. Đây là cái giá phải trả cho tội phỉ báng người ta đó, rất hợp tình hợp lý. Bảo đảm mấy anh không gian lận, chúng tôi sẽ có mặt để làm chứng. Tôi có hẹn rồi. Tôi biết. Nè, qua bên đó ngồi nói chuyện đi. Anh có hẹn với Sài Cửu hả? Anh là Sài Cửu hả? Sao nói tiếng phổ thông? Tôi sợ anh biết là tôi sẽ cố tình nâng giá lên thôi à. Tôi đâu có phải người gian tới vậy. Điều tại con heo rừng đáng ghét nâng giá lên, nếu không rẻ hơn nhiều rồi. Giờ mất hơn 1.000 đồng. Thì đó, là đồng nghiệp, 1.000 đồng đó bỏ đi. Mấy anh thấy anh đang tốt bụng chưa? Xếp một chút là mấy anh đổ quan cho ảnh rồi. Hả? Đổ quan tôi gì? Họ nói anh trộm xe của Tiểu Cát đó. Không phải chứ. Tiểu Cát bị mất xe đạp, đúng lúc họ lên mạng lại nhìn thấy anh rao bán xe đạp đó. Họ tưởng là anh lấy trộm cho nên định gạt anh ra bắt gian đó. Chà, sao mà trùng hợp dữ vậy? Anh không giận họ sao? Hiểu lầm thôi mà, có gì phải giận hả? Có chuyện này chúng tôi thật sự là không hiểu. Chuyện gì? Tôi đã xem lại máy quay rồi, rõ ràng là thấy anh vác một cái túi to từ cửa sau đi ra. Vậy rốt cuộc là trong cái túi của anh đựng cái gì? Đựng dây điện. Hả? Ice Beauty đang trang trí lại, họ tháo dây điện bỏ đi, cô Quỳnh lượm lại đem bán thôi. Vậy tại sao cổ không tự mang đi? Cô Quỳnh mang cả túi bán trong ve chai thì chỉ kiếm được có mấy đồng bạc, cho nên thêm một chút công đoạn thì cổ có thể chia thêm tiền. Chỉ cần tốn một chút thời gian có thể kiếm được nhiều tiền hơn rồi. Sao anh phải đi cứ sao vậy? Thì tại vì cô Quỳnh đang quét dọn ở đằng trước. Anh lấy đồ của cô Quỳnh. Không, tôi không có lấy trộm đồ của cổ. Tôi muốn cổ có thêm tiền lời, tôi sẽ chia tiền cho cổ, giống như là cái lò bánh mì đó. Tôi đâu có lấy tiền đâu. Cái lò nướng bánh mì đó có thật là dùng tiền để mua về không? Là bạn tặng. Anh đừng nói với tôi, bạn của anh lại là chị Mấy Ghi nha. Anh đúng là thông minh thiệt đó. Không phải là tôi thông minh, mà là chiêu này của anh quá dễ dàng bị tóm được thôi. Chị Mít Ghi nói là cái lò nướng bánh mì đó bị hư, không thể xài được nữa. Tôi kiểm tra lại, thấy chỉ có bị cháy dây thôi à, sửa lại là xài được rồi. Alo. Xin chào. Tôi là Heo Rừng nè.
Được, 8 giờ ngày mai giao hàng ở Dưỡng Giác ha. À, được rồi, được rồi. Bye bye, bye bye. Có chuyện gì đó? Heo rừng bự. Ê, anh Hữu, anh Hữu. Lần này là anh không đúng đó, tôi không thể giúp anh đâu. Tôi, anh em, nấu một nồi heo rừng kho tàu đi có được không? Được. Ê, đừng, heo rừng bự, heo rừng bự nè. Heo rừng. Xuất phát.